Thực phẩm màu đen. Trân châu boba, uống nữa. Một, hai, ba. Chuẩn bị, bắt đầu. Hình phạt không. Bạn vẽ cái gì vậy? Muỗng nước đá. Một, hai, ba. Rất lạnh. Tê răng quá. Đá. Viên. Hai, ba. Thành công rồi. Hình phạt. Son màu đen. Vẽ nào. Nốt ruồi lớn. Snack. Chồng lên. Ai thắng thì được chọn cái bố bao ra. Hình phạt. Bà ngoại nhăn nheo. Bánh gạo cho Ran. Ai sẽ xiên nhiều hơn? Năm cái, sáu cái. Hình phạt. Một cặp kính cho bạn. Hơ, nhìn thấy rõ hơn rồi. Thạch ly. Bơm. Cây cổ họng quá. Thạch jelly nhảy. Oreo. Dona. Chocola. Toblerone. Chà-chàng. Một. Hai. Đâu rồi? Nè. Hai, ba. À. Bạn thua rồi. Hai, ba. Bánh gạo, kem ice cream. Chỉ tốt cho sức khỏe thôi. Kem. Ngọt quá à. Của mình cũng ngon.